thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì, và cho đến khi ta nhận ra tình yêu giống một trò đùa dại khờ, hay em quá ngây thơ khi tin vào em. Cánh cánh hoa gái kể tiếng cơn mưa đang rơi, lòng bỗng như trời vơi, nhớ em không rời. Việt Nam chào Trung Quốc. Sai thì phải tự hiểu lên chứ em đi đâu mà đi đâu. Anh đi động viên thôi. Là, anh nhớ ra. Anh nhiều người xem lắm nhưng mà không ai mà chị. Anh em ở đâu ấy mà kêu gọi rồi biết. Anh em cũng gọi phòng mà có xem đây. Cứ làm cái cụ người bánh cất. Sắp nhau còn chúng đấy. Biết. Anh Sơn cái gì? Có đi anh Sơn nhỉ? Tập nhau. Ông Long, Long Vũ ấy. Mà chọn. Không phải mở đâu. Sơn bảo là mua xe. Bị bông. Đi vào. Long béo gì vậy? Bao giờ chị về? Tên Long. Thôi nhắn tin cho em. Làm quán tao đi. Chị chuyển đi rồi. Cho bé này thì chưa làm đâu. Xin đâu. Bình thường là. Anh ấy. 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 Anh ấy.
tuần đấy bạn ạ. Chào anh Dân chơi, chào Dân chơi, chào anh
Điện đấy. Ok, cháu bạn chuẩn bị đây vào trong. Chuẩn bị lên chung bố đây. Chung một bạn đấy ơi. Webin không biết được người ai. Sợ không nhớ đến mình thôi. Vio ra đây chơi không? Không biết Đạt có nhớ đến mình có mời không? Bây giờ ai đi phong bì bạn ơi, chuyển khoản hết. Không biết là có được mời không thôi. Chỉ sợ mẹ Đạt không nhớ đến bọn mình thôi. Mày cứ cúi ra cúi vào nó bị gì đó. Mày này cái gì? Bạn nhiều gái mà. Đấy, tắt thề nhá. Mày để đi, mày phải đứng đây. Đây, mày phải vào trước. Đó. Đây để yên mắt. Đó, mày đau được. Mày cứ thò ra thò vào. Đây là tao đang để yên mặt mày để cho mặt mày nhận đầy, không phải tao tặng. Em nào anh? Em vào chưa? Anh vào vào. Anh phải vào cái bạn phải có mà. Anh em vào cái kia chưa? Mọi người xem chấm cho mình phát xem à, đang xem này. Yêu thích nhiều thế, nhưng chủ ta xem nhà. Đợi bao giờ tôi mua nhà cho bạn. Nhưng mà bạn có sao đi chơi không? Chỉ sợ bạn bận nhà chăm vợ thôi. Thần kinh mất thôi. Sao lại của bạn? Mình chả là của ai cả. Bạn đừng cúi ra cúi vào đó, bạn muốn im kiểu. Đây, ta phải vào ấy. Đây là chị tôi hứa. Thôi đi ra đi. Chổ ơi. Thôi đi ra đi, đang kiếm người yêu ra chỗ khác đi. Đúng thật đấy. Thôi chào tất cả các bạn nha. Tất kia thì đây, bố mày vẫn để cái mặt ở đây là đây đang treo mày lấy luôn. Thấy không? Thấy con chó dạo này mèo rồi. Vẫn khỏe bạn ơi. Bạn bạn không hỏi thăm bạn Nhi, bạn lại hỏi. Bạn lại hỏi con chó. Lú thật. Trời ơi, ở đây suốt ngày bị ăn cơm chó. Đây là cái cửa số 3 em nhỉ? Vâng. Có phải không?
Anh nhớ lên để em sau sang nhà chơi đông vui như thế này phải rủ nhé. Bây giờ bạn rất vui ngày nào cũng vui nhỉ. Vừa mở cái máy lên thằng Long cũng ngu mình. Ngày vẫn đứng nổi tiếng không bao giờ mặc quần. Không mặc cả áo luôn mà. Tôi cũng thắc mắc như nào vậy. Ok em. Không chơi đâu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam. Yếu thì yêu ai cũng yêu, nhưng mà người kia người ta có yêu hay không mới là vấn đề, hiểu không? Sướng làm sao được bằng bạn yêu hết cái gái Long Biên. Thôi, bạn có gia đình rồi nên là tôi không muốn rủ. Anh mạnh muốn được bao nhiêu mà? Sợ bạn bận đấy. Thế nhưng mà có công nhận đâu, kéo lại cho anh em mình uống. Thay đổi chỗ, cứ bên này. Bye.
Cậu này xem. Một view luôn. Một vãi luôn. Rồi. Ôi, 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 đi mày chơi gì à chơi? Chơi gái. Mày sớm, mày sụp sồn rồi cả em. Mày đang gái. Yeah.